hôm nay đi. Trời ơi. Mày bây giờ quỳ xuống xin lỗi tao đi. Cô làm cái gì đấy? Đúng là mẹ của mày mù thần này. Mẹ tao ấy là doanh nhân thành đạt, loại mù chột như mẹ mày không có vé là mẹ tao đâu. Alo. Quỳ. Tôi mua ở nhà hàng 5 sao đấy. Bà An mới là người sinh ra con. Mẹ định giấu sự thật này cả đời cơ. Mẹ ơi, hay là mẹ nghỉ ngơi một lát đi, chứ đường vắng quá mẹ ạ. Con có bán được không? Chẳng có ai mua mẹ ạ. Chắc người ta chê con xấu xí, vô duyên nên là không muốn lại gần. Chỉ khổ thân mẹ của con, già rồi mà cũng phải lo cho con thôi. Con đừng nói thế, xấu đẹp đâu phải tại con. Thôi được rồi, để con đỡ mẹ ra gốc cây nghỉ ngơi nhá. Cố gắng con nhá. Con đón tao nhá. Hôm nay đi. Trời ơi. Hai con người đi đúng cái kiểu gì đấy, không nhìn à? Mù à? Bẩn hết cả đồ tôi rồi. Cô đừng có mà quá đáng. Hai mẹ con tôi đi nhìn trước ngó sau là do cô đi, cô không để ý cô đâm vào mẹ con tôi ấy chứ. Cô làm cái gì đấy? Đúng thật là mẹ mày bị mù này. Bảo sao đâm vào người tao bẩn hết cả váy rồi đây này. Bây giờ hai mẹ con mày tính sao hả? Cô vừa phải thôi. Là do cô đi cũng không để ý, chứ mẹ con tôi chẳng làm gì cả. Bây giờ bẩn hết đồ của tao rồi đấy. Chúng mày bây giờ quỳ xuống xin lỗi tao đi. Con ơi, mình thấp cổ bé họng, người ta nhiều tiền. Thôi, xin lỗi người ta đi con. Tôi xin lỗi cô. Thôi, được rồi. Tao thì cũng hơi giận rồi đấy. Nhưng mà váy của tao bẩn rồi, mẹ con mày tính sao? Váy của tao 2.000 đô đấy. Tôi chẳng làm gì váy của cô cả. Này, mẹ mày bị mù không có nghĩa là mày cũng bị mù nhá. Tao bảo váy của tao bẩn có nghĩa là bẩn. Bây giờ mẹ con mày còn đền cho tao không? Bây giờ mà hai mẹ con mày không có tiền đúng không? Về làm ô xin cho tao trừ nợ. Nhanh lên, không có kiện cho tòa cho mẹ con mày đi tù đấy. Thank you.
vì cô chủ không dặn nên tôi không dám làm ạ. Ờ. Đỡ mà. Đâu phải muốn làm gì. Cũng không làm đâu. Cô say rồi, để tôi đưa cô về phòng. À. Mẹ con mày. Đó. Đó. Mấy hôm nay cô chưa ăn gì ạ? Ờ. Tao biết là mẹ con mày đói mà. Có mang cơm về cho mẹ con mày à? Hả? Ăn đi. Cơm này. Tỉnh rồi. Mẹ, có chuyện gì đấy ạ? Sao đầu con đau quá? Con bị ngã, mất nhiều máu lắm. Cũng may có cô Trang cố hiến máu cho. Không thì lành ít dữ nhiều con ạ. Trang, con ô xin đi ạ. Sao mẹ không hiến máu cho con mà lại để nó? Mẹ, mẹ, thực ra mẹ không phải là mẹ ruột của con. Dạ. Chính bà An, bà An mới là người sinh ra con. Còn cô Trang là em gái ruột của con ơi. Bà thương, cuối cùng thì mẹ cũng tìm được con rồi. Bà là mẹ tôi á. Mẹ, 20 năm trước mẹ bị vô sinh. Mẹ thèm được một đứa con nhưng mẹ không thể. Thế rồi mẹ gặp được một người đàn ông
người đó nợ nần chồng chất bài bạc, nỡ nên bán đứa con của mình cho mẹ. Đó chính là bố của con. Bà An vì chống lại không muốn ông ấy bán con cho mẹ nên bị ông ấy đánh mù hai mắt. Nhưng sao lại có chuyện này à? Sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết? Ngay từ đầu khi mẹ nhìn thấy bà An, mẹ đã nhận ra rồi. Nhưng mẹ hèn nhát, mẹ không dám nói. Mẹ định giấu sự thật này cả đời cơ. Nhưng bây giờ con Thành đã thế này, nếu không nhờ cô Trang cứu thì không được con ạ. Mẹ đành phải nói ra sự thật thôi. Chị, hóa ra chị là chị gái của em. 20 năm nay em với mẹ lúc nào cũng đi tìm chị, nhưng mà em với mẹ không có khả năng. Bây giờ được gặp lại chị, biết chị sống vui vẻ và hạnh phúc như thế này, em với mẹ vui lắm. Mẹ ơi, mình đường con đánh mẹ có đau lắm không ạ? Không không không, mẹ không đau đâu. Chỉ cần tìm được con là mọi đau đớn của mẹ tan biến hết. Bà ơi, suốt 20 năm qua tôi mang tiếng là mẹ nó, mà tôi không dạy được nó tử tế nên người để nó láo lếu, nó đánh đập bà. Không, tôi xin lỗi bà nhiều lắm. Mẹ dạy dỗ con rất là tốt, tại con hư hỏng láo toét nên con phụ lòng ai mẹ. Giờ con sẽ hứa thay đổi bản thân ạ. Chỉ cần con thay đổi là mọi người sẽ bỏ qua cho con hết mà. Mẹ đã tha thứ cho chị rồi, chị đừng tự trách bản thân mình nữa. Mẹ lấy hộ con bộ mỹ phẩm ạ. Em gái, chị có quà tặng cho em đấy. Đây. Dạ. Đây là bộ mỹ phẩm của thương hiệu Coino, nổi tiếng và chất lượng. Trước tiên em dùng sữa rửa mặt làm sạch da, cho da thông thoáng và hấp thu tối đa các dưỡng chất. Tiếp đến em sử dụng serum với thành phần được chiết xuất từ nano vàng và táo xanh, sản phẩm lành tính, không gây kích ứng da, rất phù hợp với làn da nám lâu năm như da em. Nhưng mà da em xấu như thế này thì dùng có tốt không hả chị? Tốt, dùng được hết mà, em cứ yên tâm dùng đi. Em cảm ơn chị nhé. Trang này, cô thấy dạo này con cũng xinh đẹp hẳn lên rồi đấy. Thế con đã xin được việc ở đâu chưa? Cháu vẫn đang đi tìm, nhưng mà chưa được cô ạ. Chị thấy em vừa xinh đẹp lại còn chăm chỉ như thế này, bằng cấp tuy không phải là xuất sắc nhưng mà cũng gọi là có học vấn. Chị nghĩ nếu mà em cứ kiên trì chắc chắn sẽ tìm được việc thôi. À, cô biết một chỗ đang cần tuyển thư ký đấy, hay là để cô giới thiệu cho con nhá. Con, cảm ơn cô đi. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Không có gì đâu ạ.
Nói thật là từ ngày cái Thương nó tìm lại được hai mẹ con đến giờ, đúng là cháu nó thay đổi hẳn chị ạ. Tự nhiên lại ngoan ngoãn, chăm chỉ mà biết phấn đấu trong công việc nhiều hơn, không còn lêu lổng như ngày xưa nữa. Nói thật với bác là có mơ em cũng không nghĩ được có ngày cháu nó thay đổi như thế đâu ạ. Thôi, con mời hai mẹ uống nước ạ. Mời chị. Điều kỳ diệu.